Những bí mật cuộc đời Madame Nhu Trần Lệ Xuân, đứa con gái bị hắt hụi trong dòng họ. Trước khi trở thành vợ của cố vấn chính quyền miền Nam Việt Nam Ngô Đình Nhu, Madame Nhu có tên khai sinh là Trần Lệ Xuân. Bà sinh ngày 22 tháng 8 năm 1924 tại Hà Nội, là con gái thứ hai của luật sư Trần Văn Chương và bà Thân Thị Nam Trân, cháu ngoại của Hoàng đế Đồng Khánh. Được biết, mẹ của bà Trần Lệ Xuân đã sinh ra cô con gái đầu lòng Trần Lệ Chi năm 14 tuổi, đồng thời rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi Trần Lệ Xuân ra đời do áp lực sinh con trai nối dõi tông đường. Đứa con gái bị dòng họ hắt hủi. Trong tác phẩm của mình, tác giả Monique Grinson Demery đã cắt nghĩa rõ sự chi phối của truyền thống Khổng giáo Á Đông tới khát khao của con trai nối dõi của công chúa Nam Trân, rằng để con trai có thể chăm sóc cha mẹ khi già yếu và thờ cúng tổ tiên. Theo đó, cô con dâu sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc sinh ra được người thừa tự và chỉ được giải thoát khỏi vai trò người hầu kẻ hạ trong gia đình và sống là chính mình khi đạt được mục đích. Nhưng thật không may, bà Nam Trân lại chỉ đưa đến cho gia đình ông Chương thêm một cô con gái. Nên từ nhỏ, Lệ Xuân và mẹ không được hưởng một phút giây nào của niềm hạnh phúc. Hai mẹ con gần như bị giam cầm trong căn phòng tối tăm, không có một sự giúp đỡ. Tất cả những người mà họ được gặp chỉ là thầy bói và thầy lang nếu có vấn đề gì xảy ra. Sau đó ít lâu, ông Chương được đề bạt một công việc mới tại Cà Mau. Ông mang cả gia đình đi theo, bỏ lại chỉ một mình Lệ Xuân. Hành động này của ông được miêu tả như là tờ biên lai ở phòng giữ đồ để đảm bảo rằng ông sẽ quay trở lại với cha mẹ. Hay nói cách khác, đây là cử chỉ tượng trưng để làm cha mẹ ông hạnh phúc. Vốn đã mang trong mình sự thiệt thòi khi sinh ra không đúng với ý nguyện gia đình, bà Lệ Xuân bị bỏ lại và trải qua tuổi thơ theo chân những người làm vườn, thỉnh thoảng còn phải chăm sóc đàn gia súc. Cha mẹ bà hoàn toàn không có ngàn gì tới bà cho đến trận ốm thập tử nhất sinh. Họ trở về. Khi Lệ Xuân khỏe lại, cả gia đình ông Chương lại khăn gói đến an cư lạc nghiệp ở Bạc Liêu. Lúc này, mẹ của Lệ Xuân mới tròn 20 tuổi nhưng đã làm chủ cả một cơ ngơi rộng lớn và đóng vai trò là người quán xuyến tất cả mọi việc trong gia đình. Bà Chương tự quản lý nhà cửa mà không phải để ý đến con mắt dò xét của đằng nhà chồng. Tuy nhiên, cuộc sống của họ lúc này không còn những thú vui tiêu khiển hiện đại như thời còn ở Hà Nội, mà thay vào đó là lối sống truyền thống đậm khuynh hướng Khổng giáo. Như đã đề cập, bà Trần Lệ Xuân được sinh ra không như sự mong đợi của gia đình, nên là người có vị thế thấp nhất trong số các anh chị em. Bà đã kể về tuổi thơ của mình với sự bực bội, tức tối. Bà luôn bị bỏ qua nên chỉ khao khát điều duy nhất là được chú ý bằng cách khóc to hơn, làm việc chăm chỉ hơn. Cùng là phận con gái, nhưng các sách vở đều ghi lại rằng chị của bà là Trần Lệ Chi luôn được ưu ái hơn Lệ Xuân trong mọi việc của gia đình. Bà Lệ Xuân thậm chí đã bị em trai sai bảo kể từ khi còn bé. Cậu ta luôn dùng những động lệnh để nói chuyện với chị như một kẻ bề trên. Ngồi xuống, đứng dậy. Bà nhận thấy việc trêu chọc đó như thể là trò tiêu khiển mà cậu em thường xuyên dành cho mình. Đương nhiên trong đó không hề có một chút tôn trọng nào cả. Điều đó khiến bà tức điên và thường xuyên nghĩ rằng mình không đáng bị như thế và quyền hành trong tay bà phải nhiều hơn mức như vậy. Ba chị em bà Trần Lệ Xuân được dạy dỗ bởi một vị gia sư già và lúc lên 5 tuổi thì khăn gói vào học trường nội trú cùng với chị gái. Ngay từ khi còn nhỏ, Lệ Xuân đã sớm bộc lộ trí thông minh và tài ứng biến hiếm có của mình khi liên tục xếp ở vị trí cao trong lớp học. Điều ấy không khó để các thành viên khác trong gia đình nhận ra, đặc biệt là cậu em trai thường xuyên bắt nạt bà. Trong sách cũng kể lại rằng, cậu con trai duy nhất trong gia đình, mặc dù rất thích có bà chơi làm bạn, nhưng lại không thể chịu nổi sự ghen tị và ganh đua mỗi khi Trần Lệ Xuân thể hiện sự chênh lệch về đẳng cấp đầu óc với cậu. Vẫn là những thói quen từ ngày nhỏ, chàng trai liên tục tìm cách gây sự và đỉnh cao nhất là một lần cậu giật phắt cây bút lông từ tay bà Trần Lệ Xuân, ném thẳng vào đầu bà. Mực chảy đầy trên mặt, Lệ Xuân tới gặp mẹ để cho bà thấy con trai bà không ngoan ngoãn chút nào. Nhưng đáp lại chỉ là hình phạt cho cô con gái nhỏ vì dám làm xấu mặt người thừa tự trong gia đình. Đó đương nhiên chỉ là một trong rất nhiều các ví dụ về sự thiệt thòi mà bà Trần Lệ Xuân phải chịu đựng trong suốt thời thơ ấu của mình.
lời tiên đoán về cuộc đời danh vọng. Trong cuốn sách về cuộc đời bà Trần Lệ Xuân, một trong những tình tiết độc giả khó có thể bỏ qua được đó là sự xuất hiện của nhân vật thầy bói trong gia đình quyền lực ấy. Theo truyền thống, khi một đứa trẻ ra đời, sẽ có một thầy bói đến xem tướng và xem giờ sinh rồi phán về cuộc đời sau này của bé. Khi nhìn thấy Lệ Xuân, thầy bói đã phải thốt lên rằng: "Thật ngoài sức tưởng tượng, ngôi sao chiếu mệnh của nó không thể nào tốt hơn." Thêm vào đó, người này cũng đề cập đến mối quan hệ không mấy êm đẹp của Lệ Xuân với mẹ về sau này do sự ghen tị mà đấng sinh thành dành cho bà. Và lịch sử đã chứng minh cuộc đời đầy căng thẳng và ngờ vực mà Lệ Xuân phải trải qua với chính thân mẫu của mình. Cuộc gặp gỡ với ông Ngô Đình Nhu. Khi được giới thiệu với cô gái 15 tuổi Trần Lệ Xuân ở Hà Nội, ông Nhu đã ngót 30 tuổi và thu hút ánh nhìn của người đối diện nhờ dáng vẻ điển trai, thư sinh, cộng thêm chút trải đời. Thêm vào đó, gia thế tốt đẹp của gia đình ông ở Huế cũng là điểm cộng mạnh mẽ. Thời điểm đó, ông Nhu về Việt Nam sau 10 năm học tập ở Pháp, từ văn chương cho tới thư viện. Tất cả đều được ghi danh ở những trường học danh giá tại Pháp, cho nên khi về Hà Nội, ông làm việc tại cơ quan văn khố. Lúc này, Lệ Xuân vẫn sống trong những nỗi bẻ mặt hàng ngày mà gia đình bà gây ra, cho nên ý nghĩ về việc kết hôn với người đàn ông này sẽ giúp bà được giải phóng một cách hoàn toàn. Không dừng lại ở đó, cuộc sống quá đủ đầy và ngập trong những buổi tiệc tùng với đủ loại người. Những mối quan hệ trong luồng, ngoài luồng của bố mẹ cũng làm bà phát chán. Bà muốn ông Nhu như một làn gió mới, đồng thời là cơ hội chuyển cuộc đời sang trang mới. Không lâu sau buổi gặp gỡ trong vườn nhà, ông Nhu và bà Lệ Xuân đính hôn, rồi 3 năm sau mới tổ chức đám cưới. Giữa các thời điểm khó khăn ấy, đám cưới của cô con gái thứ hai nhà ông bà Chương vẫn được diễn ra một cách đủ đầy, xa hoa, với rượu champagne và những thức ăn đắt tiền. Trong lễ cưới diễn ra vào tháng 5 năm 1943 tại nhà thờ lớn Hà Nội, Trần Lệ Xuân được miêu tả với hình ảnh long lanh đến mức choáng ngợp, từ cách mang tất tay dày, choàng đăng ten cuốn quanh mái tóc đang chảy dài xuống đôi vai, cho đến nét đẹp nhất là đôi mắt long lanh mở to trong suốt buổi lễ. "Vì hôn nhân không tình yêu nên tôi cô đơn trong hầu hết thời gian." Từ sau đám cưới, Lệ Xuân được mọi người gọi với cái tên bà Nhu và đi xây dựng một gia đình của riêng mình. Tuy nhiên, rất nhiều tài liệu đã ghi lại rằng cuộc hôn nhân của bà Nhu hoàn toàn không có tình yêu, và ông Ngô Đình Nhu hoàn toàn không phải là người đàn ông đích thực của đời bà. Bằng chứng là rất nhiều những scandal tình ái bủa vây xung quanh, khiến dư luận sau này vẫn đặt dấu chấm hỏi về tình yêu thực sự của đời bà là ai. Trong cuốn nhật ký của mình, bà Nhu đã thể hiện rõ sự lo lắng thường trực về cuộc hôn nhân với ông Nhu, khi cho rằng chỉ có một lần chồng khiến bà ngạc nhiên khi tỏ ra ân cần với vợ, mua tặng vợ một chùm đèn pha lê nhân kỷ niệm ngày cưới của họ. Người đàn bà ấy luôn than thân trách phận: "Anh ấy không còn đủ trẻ để làm gì hơn. Mình càng ngày càng bớt yêu anh ấy." Đó là lời tự thú Trần Lệ Xuân đau khổ viết cho chính mình khi bị bóp nghẹt từ từ trong cuộc hôn nhân không đam mê và ấm áp dự cảm về một tương lai cô độc. Lý giải cho điều này, tác giả Monique Grinson Demery cho rằng: "Vì trước khi có được sự rung động thực sự, điều lóe lên trong ý nghĩ của Trần Lệ Xuân đơn giản là hai chữ: cơ hội, bao gồm cả việc củng cố địa vị gia đình, làm bẻ mặt những người thân vốn thiếu công bằng với bản thân bà." Cuộc sống gia đình bà Nhu sau khi sinh 4 người con cũng không có gì khá khẩm hơn. Bà thường xuyên cho rằng chính ông chồng bà đã xài hết thời trẻ trung theo cách riêng của ông, để cho bà ở tuổi 34 phải tìm mọi cách để tự mình xoa dịu đi ngọn lửa dục vọng. Từ đây, hàng loạt các scandal tình ái ra đời. Tuy nhiên, đó lại là một trong những sai lầm chết người đời bà khi phát hiện ra ông chồng của mình ngoại tình trong lúc bà mang thai. Bà nổi xung thiên với ông không vì tội ngoại tình, mà vì ông đã làm điều đó với một kẻ bà cho là thô tục và hèn hạ. Bà thể hiện sự khinh miệt của mình bằng cách không cho dòng tên cô ta xuất hiện trong nhật ký đời mình. Bà đã sống hết cuộc hôn nhân đó cho đến ngày con gái lớn của bà bị tai nạn xe hơi qua đời. Chồng bà cũng bị giết mà chưa bao giờ thấy được một tình yêu trọn vẹn. Một thời sóng gió vẻ vang và nửa đời lưu vong trong thầm lặng. Ngày 1 tháng 11 năm 1963,
Khi Trần Lệ Xuân và con gái đang trú ngụ tại khách sạn sang trọng Wilshire Hotel ở Beverly Hills, California, Mỹ, thì chồng và anh chồng bà bị giết. Bà không trở về nhà ngay mà di chuyển sang Ý, rồi hàng năm tổ chức lễ cầu hồn cho hai người xấu số đó tại Paris, Pháp. Từ đó, bà bắt đầu cuộc sống lưu vong với ý thức thời của bà đã qua. Trần Lệ Xuân luôn an phận như một quá phụ, cắt đứt mọi liên lạc với những người hoạt động chính trị và giới hạn tối đa việc tiếp xúc với báo chí. Điều này khác hẳn với sự bóng bẩy về ngoại hình và sự năng nổ khi còn ở trong nước. Bà lúc này cũng không gây một scandal tình ái nào khác nữa. Một tài liệu đã miêu tả rằng, dù được sinh ra trong một gia đình danh giá, giàu có và được ưu ái ở Việt Nam, nhưng trong những năm 1970, bà Lệ Xuân đã sống trong một biệt thự tại Rome, Ý, với lời miêu tả là lâm vào cảnh tàn tạ. Bà Nhu ngày nào giờ đây chỉ dành thời gian viết lách và làm vườn và đối mặt với những vấn đề rất đổi đời thường của cuộc sống. Khoảng đầu thập niên 90, bà Trần Lệ Xuân đến sống tại vùng Riviera của Pháp và sau đó không lâu, bà Nhu dẫn đến ở trong một căn phòng nhỏ trên tầng thứ 11 của tòa nhà chung cư gần khu kỳ quan tháp Eiffel thuộc quận 15, thủ đô Paris. Trên 40 năm sống lưu vong ở Âu Châu, ở Ý cũng như ở Pháp, bà sống tằn tiện với nguồn thu nhập khiêm tốn từ một căn phòng cho mướn. Bà có thói quen mỗi sáng, bất kể thời tiết giá buốt cỡ nào, vẫn đến nhà thờ dân thánh lễ, phụ giúp công việc trong nhà thờ và đảm trách dạy các lớp kinh thánh. Thỉnh thoảng thích làm công việc từ thiện. Bà hầu như không thiết tha gì đến cuộc đời, luôn thản nhiên vui sống với nếp sống hiện tại, dường như đã xóa nhòa dĩ vãng, cũng chẳng nghĩ gì về tương lai. Mọi thứ bà phó thác trong vòng tay Chúa. Năm 1967, cô gái Ngô Đình Lệ Thủy qua đời trong một tai nạn xe hơi ở Paris. Rồi đến lượt con gái thứ hai, Ngô Đình Lệ Quyên cũng qua đời trong một tai nạn xe hơi ngày 16 tháng 4 năm 2012 tại Ý. Tháng 7 năm 1986, em trai của bà, ông Trần Văn Khiêm, bị kết tội cố sát cha mẹ già là ông bà cựu đại sứ Trần Văn Chương tại tư gia ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Phần đời còn lại của bà Xuân chìm trong đau thương, mất mát và sự cô đơn bao phủ. Năm 2007, bà đã trên 80 tuổi, dấu vết già nua hiện trên gương mặt, nhưng sức khỏe còn khả quan, tươi tỉnh, dáng vẻ còn linh hoạt. Chỉ 2 năm sau đó, ở tuổi 85, tức năm 2009, sức khỏe của bà đột nhiên giảm sút nhanh chóng và bị đau chân. Bà không đi đến nhà thờ nữa, chỉ ở nhà cầu kinh. Nên hai người con của bà là Ngô Đình Trác và Ngô Đình Lệ Quyên đã rước bà qua Ý đại lợi sống chung để tiện việc chăm sóc cho bà. Bà Trần Lệ Xuân đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Rome lúc 2 giờ sáng vào đúng ngày lễ phục sinh, Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2011. Bà thanh thản ra đi, kết thúc cuộc đời đa đoan như một chuyến phiêu lưu, hưởng thượng thọ 87 tuổi.